Chiều ngày 23 tháng 12, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ ra thông cáo báo chí liên quan đến sai phạm về tài chính của ông Phạm Hoàng Hùng, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền. Theo thông cáo, thực hiện công tác kiểm tra Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, từ ngày 29 tháng 11, đoàn đã kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ và thu chi tiền thi hành án tại chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền. Tại các buổi kiểm tra, mặc dù đã được thông báo nhưng ông Phạm Hoàng Hùng không đến cơ quan làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Hùng đã chỉ đạo kế toán lập chứng từ chi tiền thi hành án không đúng quy định, gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng. Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã 3 lần ra văn bản thông báo yêu cầu ông Hùng trở lại làm việc, nhưng đến nay người này vẫn không có mặt. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, cho biết ngày 29 tháng 11 ông Phạm Hoàng Hùng không đến họp Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền, cũng như không đến cơ quan làm việc khi đoàn kiểm tra yêu cầu. Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Phạm Văn Hùng nhưng ông này khóa máy từ ngày 29 tháng 11 đến nay. Chúng tôi cũng đã cử cán bộ đến nhà riêng, nhà cha mẹ ruột ông này tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để tìm nhưng vẫn không có tin tức. Nói chung, ông Phạm Hoàng Hùng đã biệt tích từ ngày 29 tháng 11 đến nay, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ nói. Hiện Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác minh và xử lý.